bên nhớ đến lúc anh hé môi cười, anh những lúc vu vơ hờn ghen, anh sẽ nhớ mãi mãi những lúc bên em. Nhưng cách xa trong thêm hơi mộng, tình yêu anh trao em khiến anh thay đổi để bình yên. Ôi mẹ đời, lao thiệt. Tin được không? Đứng đó mày đánh tao, riết đánh mày kìa. Đó, 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 đó. Mà thử con nào đau hơn mày nhìn coi, mày nhìn coi, mày nhìn tự mày mà nhận xét bản thân mày đi. Con nào đau hơn đó, lính đánh mày. Anh còn đầy máu nè. Tự nhiên xét về bản thân đi, đó. Mày rỉa máu đi. Rồi sao mày, anh chưa, mày quýnh anh nãy giờ anh chưa quýnh mày một cái nào luôn mà mày là người uống máu là sao? Giải thích cho anh hiểu coi. Mày uống hết bình máu rồi. Đứng quanh khi thế quá ha. Rồi một cái e ăn ba con rip. Đấy, một cái e phải gọi là trí từng. Rip anh nó rip. Cái thằng khứa này má nó đè nó đồ. Nó farm nó không lo farm, nó đứng đục mình hoài kìa. Farm có mấy con à. Thằng khứa này. Nó gì mà đè quýnh anh hoài ấy. Nó chết mẹ. Ừ đúng rồi, nó dí quýnh nó, dí quýnh nó đi. Trời ơi. Ăn mạng còn mẹ còn pha tính đẩy lính nữa ông nội. Má đứng đây hết kinh nghiệm. Đứng đây hết kinh nghiệm nó thấy ghét thiệt chứ. Nó mày đứng mày đánh nó đi. Mày cứ thoải mái mày đánh. Ok. Anh cho mày đánh luôn. Ây da. Rồi má kích hoạt con kia không kịp. Rồi má lỗi vậy rồi sao farm ta. Cái gì vậy trời. Bà mẹ thôi về luôn. Rồi gán này. Gán mấy bài nữa. Thấy tôi thấy là mẹ cái trận này là không khả thi vậy đó. Lính nó đánh mày kìa. 72 quy à. Đưa blue đó, hồi tôi lấy cho nó dễ. Nó mà sáo rồi, con Nidalee thì nó không có chiêu gì để mẹ nó hành đâu hết trơn. Đi đam thì nó còn may ra. Tôi mà lên đồ cục xúc thì con Nidalee.
Vậy thôi. Anh đợi có quy cái. Anh đợi có quy cái. Anh đợi có quy cái 12 quy quá ngon lành. Nó phải như thế đó nó mới mới nó phải như thế nó mới mới có quy được. Anh em hiểu không? Đấy. Ủa má biết con xe 6 quy kìa. Chừng nào không biết phá cái lục nổi không đây. Em cứ chờ đi. Hy vọng là sẽ phá nổi. Dòng là sẽ phá nổi. Ai chống nữa. Ủa trong một Kawi giờ đang phát cái lục nè. Ông nhìn đi, từ từ đi, phát cái lục nè. Đang cố phát cái lục đây.
Nó vô phút mà. Bạn quy mình cái mình đấm cái cũng hồi máu bà rồi. Trận này mình trận này team feed xíu đi, team feed xíu đi rồi mình nghĩ nó là nổi. Đó mới phút 13 mà thằng Châu phút 15 là 400 quy đúng không? Đây phút 13 nè, tiến triển là thấy hơi bị khá đó. Nhưng mà nó sẽ lên nó cho quánh tới khúc đó không thì không biết. Thấy tình hình là mẹ tôi phá kỷ lục đó. Này chắc tầm phút 24 là 24 là quy thôi. Phút 24 25 gì lần cao quy thôi, phá kỷ lục cho coi. Anh em cứ chờ đi. Cứ chờ đi, chờ mẹ thông lì phá kỷ lục nữa. Phút 14 là 4:30 rồi đó. Mình thấy sao? Kỷ lục ngày Châu sẽ được bị phá ngay tại thời điểm này. Xin chào rồi. Nó phút 15 ngày chồng mới 400 quy, trong khi tôi mẹ phút 14 là tôi gần 500 quy rồi. Kỷ lục là phá. Cái gì đồng thế, đồng thế mẹ, để farm, để farm. Bình tĩnh những anh chị em ơi. Bố mày chơi mày đâu, bố mày chơi mày luôn đó. Bố mày chơi mày luôn đó. Bố mày chơi mày luôn đó. Thằng kia, thằng tiếp theo. Tốt cục xúc quá. Bố cái gì má, tình hình vậy sao farm đây. Phá cái lục cũ 2 phút 20 của Châu rồi nè. 17 mẹ 600 quy rồi. Phá cái lục trụ cũ của Châu rồi đó.
phút 17 sát cho máy quay rồi chơi gì nữa. Đừng có số đâu, để chơi. Để farm 1000 quay bao nhiêu phút. Đừng có số. Không phép. Mua cho nó chắc, để khỏi chết. Thằng đó còn qua ra kêu nữa chứ. Mình mở tiếng lên nè. Di tắt tiếng Di ơi. Phá cái lục ngày châu rồi nè. Đó, phá cái lục ngày châu ngay. Ngày châu mẹ, phút là gần 700, anh 700 mấy, anh bo cho mẹ thêm mấy chục quy nữa nè. Từ từ để anh phá cái lục ngày châu coi, mấy đứa đừng có bút. Kỷ lục này sẽ không bao giờ được phá vỡ lần nữa. Về đi. Má nó bê kìa. Vậy sao tôi farm? Lính của tôi đừng. Đừng có bê địch. Địch cũ con này. Phút 20 800 quỳ. Đậu xanh phá cái lục của ngày châu chắc luôn. Thầy phá cái lục ngày châu chắc luôn. Đâu mà phút 2800 quy, what the fuck. Cho em farm lính đi, đừng có phá nhà nữa. Má bọn này. Má đi tìm coi từng con lính farm, và mẹ nó. Lũ chó này để bố mày farm coi. Để anh đi tìm từng con lính farm tụi mày. Tụi không thấy thương xót anh hả? Dạ, mất mẹ con xe rồi. Chúng ta 24 quy rồi, what the fuck, lính đâu? Tiếp nhà đi.
đâu mà Linh đâu? Đẹp nhà đây Linh của tao, đừng có nào đụng vô đâu, anh Linh của tao, đừng có nào đụng vô, đừng có nào đụng vô xe của tao, Linh của tao đừng ai đụng vào. No, Linh đâu đâu, phút 24 ngay sao, ngàn quý. Đâu, anh mẹ phát cái lồng gà trâu chưa? Đâu, phát bé gà trâu lên.